Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh đấy, Chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức coi nhé Hôm nay em lại giới thiệu với các bác một số mẫu sản phẩm bên em đang có và phân phối nhé Đấy, Cũng như một số mẫu sản phẩm mới bên em nhé các bác nhé Đấy, julo uh, Zulo các thứ em vẫn còn đầy đủ nhé, vẫn có nhé Cái hàng, cái, những cái hàng mà như có Zulo, với dao các thứ đấy là uh, Các bác thông cảm tại sao em giới thiệu nhiều Đấy, tại vì cái hàng đấy cứ hết em lại có, hết em lại có các bác nhé đấy thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like một nút đăng ký kênh để kênh em có thể phát triển hơn để có thể phục vụ tịch ví của bác anh chị những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất nhé các bác nhé. hôm nay em xin giới thiệu các bác là một số mẫu sản phẩm bên em mới về nhé. đấy đầu tiên thì em xin giới thiệu cho các bác đó là mẫu tàu này tàu sạc ô tô nhé. đấy đợt trước thì cũng có một lần em bán rồi nhưng mà lại hết. đấy lần này lại có. đấy mẫu này tàu sạc của Hyundai các bác nhé. sạc Hyundai ba chân này. chúng ta có ba đầu tàu này. Đấy, ba đầu tàu này. Đấy. Đấy, và con này thì chúng ta có thể à, cắm chặt trên ô tô mà có một đầu tàu chờ này để chúng ta vẫn lại cắm lại cái cái, cái châm thuốc này. đấy. và cái cái đây, nguyên đai nguyên kiện của cái cái cái, 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 cái nguyên siêu đây có nhé đấy, còn có tem chống hàng giả của Hyundai này đấy và cái bộ sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là uh, 250.000 năm mươi đồng nhé các bác nhé hai trăm năm đồng một con uh, tàu này đấy thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline của em đây là 0982 834004 các nhé. Em dân đến từ tiêu động Bình Lục Hà Nam rất vui khi được phục vụ tới quý cô bác anh chị những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất nhé. Đấy hôm nay là ngày mùng 8. Đấy thì uh, xin lỗi các bác là hôm nay Zalo em nó bị lỗi nên là các bác nào có liên hệ với Zalo với em thì các bác thông cảm cho em nhé. Tiếp theo thì đây, một cái mẫu tổ này em cũng lại trước kia cũng lại bán. Đấy, thì giờ lại hết lại có. Đấy, thì mẫu tổ này có thể sạc một phát 4 pin nha các bác nhé. Sạc một phát 4 pin, có thể sạc được tới pin 18650. Đấy và to hơn một tí. Đấy nói chung là pin sạc từ 2V đổ lên chúng ta đều sạc được Đấy, và cái mẫu này thì nó hiển thị đồng hồ điện tử thì hôm nay em lại đây à, cắm điện đây. đây, em cắm điện cho các bác này có điện để em cắm luôn cho các bác xem Đấy. thì đây nó hiển thị cho các chúng ta hết các thứ thông số ở đây Đấy, nhưng mà chúng ta em không lại không có pin Đấy, nên là nó sẽ không hiển thị nhé các bác nhé Đấy. và cái bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 450.000 đồng 450.000 đồng một bộ này nhé tổ sạc này Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Ừ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác mẫu bơm này nào, nào, nào. Mẫu bơm nhé các bác nhé Bơm điện nhé Mọi khi thì em uh, uh, bán với các bác cho các bác là mẫu bơm 2T dẫn chân này Đấy nhưng hôm nay là mẫu bơm điện Đấy, Bơm 2T dẫn chân này thì bên em đang bán với giá là 330.000 đồng bao ship cho các bác Đấy, Các bác lấy thêm sản phẩm khác thì sẽ được trừ cái tiền ship đi đi ừ. Vào đây Đấy, Rất là khỏe các bác nhé. chúng ta bằng cái bơm hơi nhé chúng ta chỉ cắm điện vào bơm nhé các bác nhé. chúng ta chỉ cần cắm điện vào bơm thôi đấy và cái mẫu sản phẩm này thì bên em dân đang bán với giá là bốn à năm trăm đồng 550.000 đồng một con bơm tự động này bơm hơi tự động này đấy rất là xịn sò quá nhé hàng thì đảm bảo với các bác là chất lượng tốt luôn hàng chuẩn chất lượng luôn ừ. tiếp theo thì đây có một cái món mẫu mẫu, mẫu nữa là mẫu đầu tu vít đây đấy. nó nó như một cái tu vít bình thường luôn nhưng mà đây nó có thể cho chúng ta là vặn ra vặn vào này đấy đều được đây. Đấy, và chúng ta có thể chỉnh các góc độ của chúng ta khi chúng ta thao tác Đấy, chúng ta điều chỉnh chúng ta điều chỉnh ở đây và chúng ta ấn nút này là chúng ta có thể điều chỉnh được cái góc nhưng quay góc nào cũng được nhé Đấy, quay 45 độ này, 90 độ này Đấy, quay rất là đa năng nhé đặc biệt ở đây trong này nó còn có rất nhiều đầu vít này Đấy, trong này có rất nhiều đầu vít cho chúng ta để có thể thao hồ mà lựa chọn không nhé thao hồ mà lựa chọn nó cũng không phải là nhiều lắm thế nhưng mà cũng đủ dùng thôi nhé Đấy, đủ dùng Đấy, cái bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng nhé 200.000 đồng một bộ này 200 000 đồng một cái bộ tô vít đa năng này. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là đây, cũng lại lâu lắm mới hàng mới về. Con này của Kabushi, ra van cái gì đây? 48 chi tiết con này sửa máy tính ô tô nhé. Đấy. con này thì bên em dân đang bán với giá là 240 000 đồng. Đấy. Có rất nhiều đầu có nhé, có rất nhiều đầu để sửa chữa này. TV, máy tính, điện thoại, này, kính, này, đồng hồ này. Rất là đa năng đa công dụng luôn. Đấy, và con này bên em dân đang bán với giá là 240 000 đồng. Đấy. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em dân qua số hotline của em là 0982 834 004 các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Kìm đa năng. Này. Kìm đa năng FO 2017. Hàng của Nhật. Đấy, con này có đa năng này, có cả cái tốt dây ép cốt này, cắt này. Con này chỉ mũi nhọn này. Con này có mũi nhọn nhé. con này thì bên em dân đang bán với giá là 250 000 đồng thôi nhé. 250 000 đồng đấy. Tiếp theo cũng là một mẫu kìm. Tiếp theo cũng là một mẫu kìm các bác nhé mẫu kìm này thì nó lại là kìm thường thôi Nhưng mà nó rất dày dặn nhé Cái này ra cách điện này. Rất là dày dặn mà hàng rất là đẹp mà Hàng này là có thương hiệu các thứ đàng hoàng Chứ không phải như cái mấy hàng mà chúng ta mua ở chợ Đấy cái hàng này thì bên em dân đang bán với giá là 200.000 đồng một con kìm này 200.000 đồng một cái kìm này Đấy kìm 200.000 đồng một cái Đồng giá luôn thôi nhé Đấy kìm mỏ nhọn thì rẻ hơn thôi nhé Kìm mỏ nhọn này thì, thì 170.000 thôi nhé Đấy, thương hiệu của Kabushi Java Kabushi có cả tem nhãn mát để chúng ta có thể check mã vạch để thoải mái luôn các bác nhé để các bác yên tâm khi sử dụng Đấy. tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác mẫu chảo này mẫu chảo này Đấy, chảo của nhật nhé các bác nhé. đây mẫu chảo của nhật đây em xin giới thiệu cho các bác này Đấy, mẫu chảo đây Đấy, hàng này thì đảm bảo cho các bác hàng chất lượng luôn này Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Sikisai, uh, Shiki Sai Shiki Sai nhé hàng thì đảm bảo cho các bác đun được tất cả các loại bếp nhé đun được tất cả các loại bếp đấy nên là đấy và con này thì bên em đang bán với giá là con chảo này thì bên em đang bán với giá là 200 à 300 000 đồng 300 000 đồng một con chảo 20cm này đấy 350 000 đồng thì một con chảo 24 đấy và 3 400 000 đồng là con chảo 28 nhé các bác nhé đặc biệt hơn khi các bác mua một combo để tri ân khách hàng thì bên em mua một combo chảo ba con như này một con cam combo chảo ba con thì các bác sẽ được giảm giá xuống còn 900 000 đồng đấy hoặc là các bác mua hai con mua hai con như này ví dụ con 24 con 28 hoặc là con 24 con 20 đấy, hoặc là hai con 20 con 28 đấy thì các bác cũng mua hai con thì được đều được giảm giá 50.000 đồng một cho trên một trên một mã hàng nhé trên một đơn đây các bác mua một đơn này là được tả giải 50.000 đồng này đấy rất là xịn sò luôn đấy nhưng mà ngược lại như các bác mua ví dụ các bác mua hộ em là một đôi này đấy một đôi hả cháo này 350 rưỡi này thì sẽ không được giảm giá nhé thì sẽ không được giảm giá nên các bác mua cùng một loại đấy rất là xịn sò luôn nhé các bác nhé tủ điện các thứ bên em có đầy đủ nhé tủ điện bên em vẫn còn nhé còn mấy con nữa thôi không không còn nhiều đấy nó không được tha hồ lựa chọn như trước nhưng mà vẫn, rất đấy, vẫn rất là đa dạng chủng loại các nhé tủ vẫn rất là đa dạng chủng loại và rất là đẹp luôn đấy hàng thì bên em rất nhiều nhé các nhé đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác quận Zulo này đấy, quận Zulo đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi đấy, nói chung là nhìn như này thôi này gần hơi gần một chục quận rồi đấy gần một chục quận em đã vệ sinh sạch sẽ nói chung là đây ổ cắm các thứ này vẫn còn xịn sò này rất là xịn sò này đấy con này thì các bác đi chiến công trình các thứ thì rất là sướng luôn các nhé con này các bác đi chiến công trình rất là thoải mái luôn nó đảm bảo cho chúng ta là là an toàn về tính mạng đấy còn không đáng bao nhiêu cả bỏ một con cuộn ra làm cuộn zulo nhé cuộn này làm như các bác nhé à, các bác à, nếu mà bác nào làm công trình mà mà có an toàn bảo vệ à, có những cái bác an toàn đi kiểm tra ấy thì đánh bật mọi cái an toàn của các bác ấy luôn nhé đấy là các bác an toàn là không thể nào chê trách được gì chúng ta nữa đấy nên là rất là đảm bảo đấy tiếp theo thì ít của em có ít dây đi bãi nhé vẫn còn nhé dây để các bác chế cháo này đấu quạt đấu cùng đấy dây này là dây 1 0,75 năm tầm 5 m 150.000 đồng đấy còn cái mã mà em mã, ạ mã 10 mét em vẫn còn một hai cuộn nhưng mà mã 10 mét em vẫn còn một hai cuộn nữa thôi nhé đấy. Còn mã 0,7 0,7 này cũng hơn 3 mét này đấy thì em bán 6 60.000 một cái nhé có nhé 60.000 đồng một cái Đấy, rất là đa năng luôn đặc biệt hơn nhé khi, các bác mua mua đơn trên một triệu nhé các bác nào yêu cầu thì em sẽ tặng cho các bác yêu cầu thì được tặng nữa nhé đấy một cái súng bắn keo nến này đấy thì em đi bãi được thì em nhặt được được thôi đấy, giá nó cũng mềm nên là là làm quà tặng đấy còn các bác mua lẻ thì 50 000 đồng một con đấy các bác mua đơn trên một triệu thì sẽ được khuyến mại cái hàng này thì em cũng chưa thấy nó là là ghi là mã xuất xứ ở đâu đó nhé không thấy ghi xuất xứ ở đâu nhưng mà hàng vẫn còn dùng được em đã cắm điện thử cho các bác rồi hàng đảm bảo các bác là vẫn còn dùng tốt nhé Ừ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một số mẫu Atomat nhé automat này Chống chật giật chống chật đa năng này Đấy con 40A này thì bên em đang bán với giá là 280 nghìn này Đấy 280 nghìn các bác nhé 40A này ừ. Còn uh, rất nhiều loại này. Đấy con 30A đâu nhỉ 30A đây 30A đây thì bên em đang bán với giá là 250 000 đồng Đấy Ổ đúc ổ đùng các thứ này Ổ đúc của phích cắm đúc này Bên em lúc nào cũng có nhé các bác nhé Ổ đúc của phích cắm đúc này Đấy, ổ 3, ổ 5 đều đầy đủ các chứ. Đấy, diện tích của nó hơi chặt hẹp nên là các bác thông cảm cho em. Đấy, không thể bày bẹ, bẹn ra được nhiều. Đấy, để có thể giới thiệu các bác nhiều sản phẩm hơn. Đấy, giao dợ các thứ lúc nào em vẫn có, lúc nào cũng có các bác nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân xin một nút like nhé. Một nút đăng ký kênh để kênh em có thể có tăng nhiều tương tác hơn. Để có thể phục vụ từ quý của bác anh chị những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất nhé. Đấy rất là xịn xò luôn đây tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là mẫu dây điện bãi này dây điện bãi này con này là dây 1,8 này đấy, có bốn ổ cắm này đấy chúng ta cắm điện các thứ vào này đấy ổ dây này dài 5 mét các bác nhé và dây này thì 200 nghìn một cuộn hàng này hàng của Nhật hàng bãi Nhật nhé đấy thì em xin phép được dừng ghi video này tại đây đấy cảm ơn các bác đã xem video của em đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau xin chào các bác